Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mưa lớn kéo dài, Quảng Trị chìm trong biển nước. Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Quảng Trị. Nước mưa dồn về nhanh chóng đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Các khu vực ven sông và những vùng trũng thấp là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Với nước ngập sâu từ 30cm đến 1m, hàng trăm hộ gia đình phải đối mặt với cảnh nước vào nhà, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố nội thành thành phố Đông Hà, Quảng Trị bị ngập úng. Nước mưa dâng cao đã làm tắc nghẽn giao thông, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Các khu vực như đường Phan Đình Phùng và đường Trần Hưng Đạo là những điểm nóng với mực nước ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ còn tiếp diễn, khiến nguy cơ ngập úng có thể kéo dài. Sáng ngày 4 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị xác nhận, trong 24 giờ qua, khu vực đồng bằng của tỉnh đã hứng chịu mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt trội như Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh với 240,4mm và Hải An, Triệu Phong với 306,2mm. Tại thành phố Đông Hà, mưa vừa đến mưa to với lượng từ 50 đến 100mm đã gây ra ngập úng tại nhiều tuyến phố nội thành, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã khiến nhiều điểm ngập úng xuất hiện tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động cho thấy, tại đoạn giao nhau giữa đường Hùng Vương và Lê Thế Hiếu, mức nước ngập từ 20cm đến 40cm đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đáng chú ý, khu vực này vốn là nơi cao, trước đây hiếm khi xảy ra ngập nước. Người dân địa phương cho biết nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng là do đoạn đường Lê Thế Hiếu hiện đang thi công, khiến nước không kịp thoát xuống cống. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn gây lo ngại về khả năng thoát nước trong bối cảnh mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ngoài đoạn giao nhau giữa Hùng Vương và Lê Thế Hiếu, các tuyến đường Đặng Dung, Thanh Tịnh, Nguyễn Huệ, Tôn Thất Thuyết và nhiều khu vực khác trên địa bàn cũng đều bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cảnh báo rằng trời mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong những giờ tới, đặc biệt tại các điểm thấp trũng ở phường 1, khu phố 5, đường Phan Văn Trị, phường 2, đường Đặng Dung, Ngô Sĩ Liên, Mạc Đỉnh Chi, phường 5, khu phố 2, đường Thanh Tịnh, khu phố 4, khu phố 11, phường Đông Lễ, trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, cầu Lê Lợi và phường Đông Lương, khu phố 3, đường Điện Biên Phủ. Người dân đang được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với tình hình ngập úng có thể xảy ra. Mưa lớn ngập đường, nhiều phương tiện quay xe trong đêm. Mưa lớn đã bất ngờ trút xuống thành phố Huế, gây ra tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Nước mưa dâng cao khiến nhiều phương tiện ô tô và xe máy không thể di chuyển, buộc các tài xế phải quay đầu, tìm lối đi khác. Hình ảnh những chiếc xe quay lại trong đêm chạy lòng vòng giữa dòng nước đã trở thành cảnh tượng phổ biến trên các tuyến phố bị ảnh hưởng. Từ tối 2 tháng 11 đến tối 3 tháng 11, mưa lớn đã trút xuống thành phố Huế, gây ra tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Ghi nhận vào khuya ngày 3 tháng 11, các con đường như Vũ Thắng, Hoàng Lanh và Hoàng Thế Thiện đều bị ngập với mực nước dao động từ 0,2 đến 0,5m. Tình trạng ngập úng đã khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, buộc tài xế phải quay xe tìm lối khác. Cảnh tượng các xe ô tô, xe máy phải lùi lại, len lỏi qua những đoạn đường ngập nước đã trở thành hình ảnh đặc trưng trong đêm mưa. Người dân đang lo lắng cho tình hình giao thông trong những ngày tới khi mưa vẫn có khả năng tiếp diễn. Trong đêm 3 tháng 11, người dân sinh sống tại các khu chung cư Xuân Phú và Arania đã phải di chuyển ô tô lên quảng trường gần khu hành chính tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế để đậu xe nhằm đề phòng ngập lụt khi mưa lớn đang diễn ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ chiều tối 3 tháng 11 đến 9 tháng 11, mưa to đến rất to sẽ tiếp tục đổ xuống với tổng lượng mưa dự kiến phổ biến từ 500 đến 850mm, có nơi vượt 1.000mm. Đợt mưa này được dự báo là rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, với đỉnh điểm mưa mạnh nhất từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11.
Để ứng phó với tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản. Trước tình hình mưa lớn kéo dài và nguy cơ ngập úng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương ven biển, thành phố Huế cùng các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ và bão số 6. Chính quyền cũng kêu gọi người dân chủ động dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để ứng phó với tình huống có thể xảy ra như tình trạng chia cắt dài ngày. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước khả năng mưa lớn trong thời gian ngắn với cường độ có thể đạt trên 150mm một giờ và hơn 300mm trên 6 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng trên toàn tỉnh. Trong bối cảnh này, nhiều phương tiện đã phải quay đầu, không thể di chuyển do đường phố ngập sâu, khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn. Bắc và Trung Trung Bộ mưa lớn, các địa phương chủ động ứng phó. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 1 tháng 11 đã ban hành công điện số 8248 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định, các bộ và cơ quan, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung. Theo đó, 12 tỉnh miền Trung phải rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu, ứng phó với mưa lớn. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 6 tháng 11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tiếp theo văn bản số 8220 ngày 31 tháng 10 năm 2024 để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, các hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!